Vậy mới đúng là Mitsu á. Tại em chạy cái Mitsu 4 á, chứ em có chiếc xe chạy Mitsu 4 ngon ác đi. Chạy 10 năm chưa đủ hơi tại. Chạy 10 năm chưa có đụng đĩa hết á. Bữa nay có ghe sắt ngon lành cho anh em xem ha. Ghe này là mới đóng này khoảng 8 tháng nè. Rồi cho anh em xem bề ngoài, ghe này bán luôn nha anh em. Xem bề ngoài đi hồi vô xem bề trong. 119 tấn chở khẩm nha. Thì thường thường anh em chở 112, 13 hay 15 tấn thì Vivu ha. Quay xương bề ngoài cho anh em coi cái đi rồi vô bề trong, tại ghe mới đóng thì mình chỉ quay vậy thôi. Đóng kiểu Phú Mỹ nha. Lát thì số điện thoại mình vẫn để trên màn hình nha anh em. Thì anh em liên hệ số điện thoại đó ha. Thì anh Trung á, anh nói là theo ảnh nắm thì anh chở là 120 tấn nha. Nhưng mà anh chủ ghe này thì anh nói là 115 tấn thì anh thường chở, nhưng mà nó còn hơi nổi. Anh Trung nói vậy nha. Thì mình nói lộn nha anh em. Theo cái mũi này mình độ 2m8 nha anh em. Thì anh chủ ghe cũng nói vậy ha. Ghe đóng mới có mấy tháng à, đóng hôm tháng 10, tháng 11 hồi năm rồi, nhưng mà nay thì giấy chưa có lấy về kịp nha, dịch bệnh đó. Thì anh em nào cần thì liên hệ thì mình sẽ nói chủ ghe lấy giấy về cho anh em ha. Ghe kiểu Phú Mỹ thì quá đẹp luôn. Gần 120 tấn mà mũi có 2m8 mà đi bao cầu à ha. Rồi cho anh em xem máy móc rồi mình đề thử máy cho anh em luôn. Mình để ra xa xa hồi mình lấy nguyên cái hình cho anh em xem ha. Ghe này là sắt 8-6 nhưng mà 8 là lên tới ốp vô luôn nha anh em. Còn bé gió với hầm lọp là 6 ha. Bề dài là trên 21 mét chút xíu nha anh em. Thì mình nhắc lại là cái mũi cao 2m8 nha. Đẹp đá đời. Kiểu này là kiểu Phú Mỹ mà. Huyện Tân Phước vậy, ngay chỗ Tân Phước đó anh em. Đóng ha. Thì anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha anh em. Cảm ơn anh em luôn. Rồi đây là trên hầm mũi nha anh em. Quá đẹp ha ta. Này dài hơn 21 mét mà. Lồng son. Bề ngang phủ bì nhiêu mét hả anh? 4m7 phủ bì nha. Lồng son dài khoảng 12 mét rưỡi không? 13 mét rưỡi. Lồng son là 13 mét rưỡi nha. Quá đã luôn à. Mình cũng vô cái mũi cho anh em xem ha. Đó. Này quay xương thôi chứ ghe mới đóng mà. Đã đời ha. Có cầu thang đi lên luôn anh em. Bè muối vàng dĩ tấn thành tấn lúa đồ đầy đủ luôn nha. Rồi cho anh em xem lại cái lồng son cái nữa đi, mình vô cái máy ha. Có đường ngang luôn. Theo chở 115 tấn là đi Vivu á anh em. Thì anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ kênh mình nha. Trời nắng quay ghe sắt nóng dữ lắm luôn. Đây nhìn lên kiểu trước mũi đây. Rồi nó chơi chứ cũng quay kỹ trên môi cho anh em xem ha. À, môi sập lái ha. Ghe mới đóng cái chát nữa mà. Ủa cái này anh chạy quay lăng gì? Quay lăng cơ chứ không có thủy lực, không có trợ lực nha anh em. Quay lăng bằng con chuột. Anh Trung nè, anh Trung là fan YouTube của mình, ảnh ở trên Thủ Thừa, anh đi xuống đây chơi luôn nè anh em. Nghe mình quay anh Trung đi xuống chơi nha. Ghe này cũng anh Trung giới thiệu nha. Ảnh nói là quay lăng này là quay lăng nội lực chứ không phải là thủy lực. Nhưng mà quay lăng cơ nó
Nó thiết kế kiểu này hay nha anh em. À, rất là rộng luôn nha, gọn ghẽ nha. Đây nè, không có cây láp gì luôn, láp là đi chuyền đường dưới ha anh. Xuống hầm hết. Xuống hầm hết lên đây chỉ có cái cục này thôi. Hai vợ chồng ngủ thoải mái luôn nha, muốn làm gì làm. Nhảy nhạc cũng được. Sau lái thì hai trụ buộc dây luôn, một bên đang trụ. Anh đang trụ rất gọn gàng. Đi vô coi máy anh. Quay vòng cho anh em xem cái vòng ở trên này, cái vô này 114 ha. Trên lọc hầm là 4 ly ha anh. Còn ở dưới là 8 hết, ở trên chỉ có miếng be gió với lọc hầm là 6 ly thôi. Còn lọc hầm này thì 4 ly. Rồi. Be muối cũng 4 ly luôn. Rồi. Rồi nha anh em, cái này là S6M-3 ở S6M-3 nha anh em, lồng tất lẻ 8 nha. Anh chủ ghe này anh nói là mua 170 triệu nha. Dòm quá cọp luôn, hồi đề máy cho anh em xem. Để xuống mình nghiên cứu mấy cái thông số coi. Bây giờ đã ghê đã thôi. Cái này là nay cả tuần người ta cũng xuống. Ở đằng sau này có riêng cái hầm nữa nha anh em, có riêng cái hầm đó ha. Rồi trong hầm đó thì mình không quay chi, cái mới mà mình quay cái hầm máy thôi ha. Rồi ở đây là hai con sò nha anh em, anh chủ ghe này chơi hai con sò nha. Đây con dưới này con sò đi sâu sò đi cạn ha. Ủa anh không có trúng anh. Ủa anh cái này anh tháo cái mạc ra hết trơn rồi hả? Ừ, đăng ký tháo ra hạ ngựa hả? Đăng ký máy hạ ngựa. Ừ, tại hạ ngựa tháo ra chưa có gắn vô nha. Máy này là nguyên si của nó là bao nhiêu ngựa ta? 385 ngựa nghe anh em. Sân hàng gió trục bô đầy đủ, ăn dòm máy là rất cọp nha, 385 ngựa. Đây nè, bình nước ngọt là bóng mồng luôn ha. Khoái cái dòng Mitsu là nó bơm cánh quạt cao su nhưng mà nó kéo dây cu ro nghe anh em. Rồi nó sướng là sướng cái đó đó ha. Nhưng dòng máy cái CX của mình với GH đồ là nó chơi nhông thì nó không ngon ha. Không ngon bằng này. Thằng này nó ngon hơn, mình khoái thằng này nè. S6M-3. Ở S6M-3 chứ qua nữa. Lòng tắt lẻ 8 ha. Lòng tắt lẻ 8 ha nên toàn. Rồi đấy. Lồng tắt lẻ 8 ha. Rồi lắp inox 70 nghe anh em. Nhưng mà cái chỗ quấn bạc ép á, thì nó hơi chật chút xíu, thì có anh em nào có về thì nghiên cứu. Tại có cái hầm này nó mới chật nè anh. Anh đóng cái hầm này chi vậy? Cái dựng nó mới cứng ghe. Đóng cái dựng này cho cứng ghe thay vì cái then mình nữa ha. Thay then của ghe cây đó anh em. Cái đó là người không đóng nó do không có làm kẽm mình đó. Khó quá ha. Nó phải kết cấu thì cứng mới nhưng cho làm kẽm chứ. Rồi hộp số này là hộp số Nico này Nico bự à. Nico lớn. Nico chắc 45 quá hả ta? 60 gì không? Không biết nó nhiều tua. 55 gì? Không rành Nico này nghe anh em. Thì nó bao nhiêu tua ta? 3 tua lẻ 8 ha. Hộp số 3 tua lẻ 8 ha nè. Chạy dịch một thước ha anh. Quá cái máy dòm quá sướng rồi. Rồi để ra ngoài đề máy cho anh em cái một hôm một hám để chạy cùng ở trên. Đây là nguyên hình cái máy nha, quá đẹp. Cái máy này còn cả tấn máy, gần 2 tấn mà. Nè anh em, cặp bình này cũng mới mấy tháng luôn nha anh em. Bình thì bình Đồng Nai ha. Thì anh em nào mua thì sao anh? Tiễn dông hết hay gì anh? Đồ đạc thì thương lượng ha. Dàn dĩ rồi đó. Bình thì phải theo ghe rồi. Dàn dĩ thì anh em thương lượng ha. Rồi giờ mình đề máy cái. Đây.
cái trục bô riêng là máy mới, máy mà ngon, trục bô riêng là không khi nào mà nó hú nhiều nha anh em, là nó ít quéo lắm nha. Mà anh em nào muốn quéo thì cho nó vô vài trăm ngàn thì nó sẽ quéo nha, tại vì trục bô này nó còn riêng thì nó không bao giờ nó quéo bằng cái thằng chỉnh sửa lại ha. Quá đã luôn. Gam ti thì nó phải rần ha. Vậy mới đúng là Mitsu á. Tại em chạy cái Mitsu 4 á, chứ em có chiếc xe chạy Mitsu 4 ngon ác đi. Chạy 10 năm chưa đủ hơi tại. Chạy 10 năm chưa có đụng gì đĩa hết á. Không ơi, dễ gì đâu đổ được, em chạy 10 năm mà. Thôi bỏ quay đi. Máy này mà quay ống hơi gì nữa. Ghê quá đã luôn rồi. Này đóng 4 dừng phải không? Dạ. 4 dừng hả Tom? 3 dừng. 3 dừng. 3 dừng mũi to. Mũi to. Tại sao bắt buộc phải có dừng? Giờ đóng đợt sau không có cái dừng sau này nó đâu có cho đăng kiểm. Khó khăn quá ha. Phải đi ghe sắt là phải học một khóa đi mới rành. Rồi đây là cái đít ghe nghe nè. Dán cái đít ghe nghe. Ở dưới là lọt thêm cái dàn xề ở đít là lọt thêm miếng la can, nó không có lòi xương nha, rất ngon luôn, tưởng như dàn xề là hai miếng la can nha, hai miếng sắt á. Lồng son là chở được 85 tấn phả lòng nha anh em. Rồi mình nhắc lại chi tiết hết ha. Ghe thì chạy máy S6M 385 ngựa, còn bề dài của nó là gần 22m nha anh em. Chiều cao mũi là khoảng 2m8. Rồi anh em, cái chủ ghe này là người ta kêu là 950 triệu nha. Rồi cái số điện thoại mình sẽ để trên màn hình nha. Rồi có gì thì liên hệ vô cái số điện thoại đó. Anh em xem clip nhớ đăng ký kênh và like cái ủng hộ cho mình nha anh em. Bây giờ là mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip sau ha. Bye bye.